Ok, chào tất cả các bạn. Vào hôm nay thì mình sẽ tiến hành kiểm tra lại cái chất lượng của cái sản phẩm này nha các bạn. Vừa rồi thì có một bác ở quận 12 gọi điện hỏi mua thì mình thanh lý luôn nhá. Thì tại vì đợt trước thì mình lấy bộ này về để chuẩn bị đóng pin cho máy khoan, nhưng mà mình cũng có vài cái rồi, cũng lười nữa nên là không có đóng nữa các bạn. Đây. À, định đóng lại quả pin này nhưng mà lười không đóng nữa. Thôi, thanh lý luôn cái này nha các bạn. Thì hôm nay thì mình lấy ra kiểm tra lại xem cái chất lượng nó như thế nào. Thì còn chuẩn bị giao hàng các bạn. Đây, sản phẩm thì nói chung là cũng mới 99% thôi. Mặc dù là mình đã bung ra bên trong là có gì rồi. Nói chung là rất là mới các bạn. Đây, dây sạc các thứ đây. Sách hướng dẫn vẫn còn tem đây các bạn. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành lôi ra và test thử, và có một cái lưu ý rất là quan trọng nha. Lưu ý cực kỳ là quan trọng cho những cái bác nào mà mới sử dụng nha. Nếu mà không biết cái lưu ý này thì có thể hàn nó không không có dính đâu. Đấy. Rồi lại nói là cái sản phẩm nó không ok. Đó các bạn, thì đây là một cái bộ máy hàn điểm á, 1S, nhưng mà nó có thể kích lên cái ampere rất là cao nên là hàn nó rất là ok các bạn nhá. Nhưng mà nếu mà không biết thì hàn nó rất là dở. Đây. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành bật nguồn lên cho các bạn xem này. Đấy, hiện tại thì nó còn 50% pin nhá. Lần trước mình khi mà mình review cách đây khoảng tầm 1 tháng ấy thì mình đã sạc đầy rồi. Và hôm nay thì nó sẽ tự xả xuống còn 50% để bảo vệ pin nhá. Cái này thì nhà sản xuất có nói rồi. Nên là nhiều bác mà để lâu trong tủ mà không dùng ấy, bỏ ra mà thấy nó 50% thì đừng có hoang mang nhé. Bấm ba cái để chọn cái mức sạc nhé, mức mức hàn này các bạn. Đấy, 1, 2, 3, 4, nó có 4 mức, 4 mức từ yếu đến mạnh các bạn. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành test thử cái mức 2 nha các bạn. Đấy. Test thử mức 2 ở mức pin 50% nha các bạn. Rồi, một cái lưu ý rất là quan trọng này. Cắm vào. Đây là dây hai hàn nha các bạn, dây loại mới nha. Rồi, nhiều bác hàn sẽ không ăn, chắc chắn là hàn không ăn nên là kêu là sản phẩm dở, là hàng đều các thứ, hàng Trung Quốc các thứ, đều các thứ nhá. Đây, chấm thử cho mọi người xem này. Đây, hàn nhưng mà giật phát là ra luôn. Đấy, cái này mọi người có biết vì sao không? Tại vì cái này này các bạn, thì nói lại về cái nguyên lý hoạt động của cái chiếc máy hàn điểm này các bạn, thì cái nó sẽ kích cái ampere lên cao ấy, và khi mà dòng điện nó chập ấy thì nó sẽ tạo ra một cái nhiệt độ rất là cao ở cái bề mặt này, và nó làm nóng chảy hai cái bề mặt này, nó dính lại nhau đấy, tạo nên liên kết hàn các bạn. Nhưng mà trong cái quá trình hàn này, mọi người có thể kê lên những cái miếng như này, nhôm hoặc là bất kỳ những cái đồ vật nào mà nó lạnh các bạn, nhiệt độ nó lạnh thì nó sẽ làm nguội đi cái mối hàn này, làm cho cái mối hàn này nó không có đủ nhiệt độ kết dính, nên là khi mà hàn này có thể rất là dễ dàng giật ra. Đấy, một cái lưu ý hết sức là đơn giản nhưng mà rất là nhiều người mắc phải, nhất là những người mà ngồi trong phòng điều hòa, nhiệt độ phòng nó lạnh rồi và khi mà mình để những quả pin đấy một thời gian thì nó sẽ làm lạnh quả pin, và khi mà hàn thì nó không có dính. Đấy, nên là nghĩ là máy hàn nó kém chất lượng, nhưng mà thực ra thì không phải, tại vì nhiệt độ phòng của mình không phù hợp thôi. Đấy, một cái lưu ý rất là đơn giản nhưng mà rất là nhiều người mắc phải nhá. Một cái lỗi nữa là các bạn đặt lên cái miếng gỗ hoặc là những cái bề mặt nó quá là mềm, khi mà các bạn ép xuống thì nó lực nó cũng không đủ để ép hai cái bề mặt lại với nhau để tạo nên cái độ kết dính, thì cái mối hàn của nó sẽ cũng rất là dễ bung. Nhưng mà nếu mà các bạn đặt lên một cái bề mặt nó nóng, hoặc là không cần nóng nhá, nhiệt độ không lạnh là được rồi. Đấy. Và cứng, bạn ép xuống thì chắc chắn là cái độ kết dính của nó rất là cao. Đấy, các bạn cứ dí mạnh nó xuống. Đấy. Giật không ra luôn. Giật không ra luôn nha các bạn. Cái này cầm kìm giật cũng không ra luôn, rất là chặt. Nên là cái bề mặt, cái nhiệt độ của môi trường nó rất là quan trọng nha. Với cái bộ máy hàn điểm này. Đấy. Cái này cầm kìm giật cũng không ra luôn các bạn. Vẫn là cái miếng sắt đấy. Ở mức độ 2 thôi nha. Lên cái mức độ 4 nó còn mạnh hơn nha các bạn. Đây là mức 2 thôi, mức trung bình thôi. Đấy, cái này là do cách sử dụng của mỗi người thôi. Đặt lên đây, hàn không bao giờ dính. Tại vì nó có cái miếng nhôm tản nhiệt ở dưới, làm cho cái nhiệt độ của mối hàn nó không đủ để kết dính hai cái với nhau. Đây các bạn, vừa chạm phát là bung luôn.
Đấy là cái lưu ý rất là quan trọng cho mọi người khi mà sử dụng cái máy hand điểm như thế này nhá. Chất lượng con này mình đánh giá là cực kỳ là ok. Đấy. Còn nhiều người mà sử dụng chưa biết cách thì nó chưa hoạt động hết được cái gọi là cái công suất tối đa của nó thôi. Đấy, đặt lên gỗ này thì nó không có lạnh nhưng mà nó lại không có đủ cái độ cứng. Đấy. Nên là khi mà nó ép xuống thì là hai cái bề mặt nó bị nảy ra. Đấy, làm không kết dính được. Đó các bạn. Gỗ không được, nhôm không được. Đấy, nhưng mà nhôm này tại vì nó có những cái rãnh này, đấy, mình đè xuống cái rãnh này thì nó không có tản nhiệt được đi đâu được, thì cái nhiệt độ nó vẫn ở trên hai cái miếng thép này, đấy, làm nó dính với nhau. Cái thời gian đấy thì nó tầm khoảng rất nhanh thôi các bạn. Rồi các bạn, một vài lưu ý như vậy thôi các bạn nhá. Đấy. Nhiều khi là không biết là cứ tưởng sản phẩm điểm nhưng mà không phải đâu. Đấy. Quan trọng là cái nhiệt độ môi trường nha các bạn. Nó ảnh hưởng tới mới hàn nhá. Và cái thứ hai là cái này là cái bộ hàn nó chỉ có một F thôi các bạn. Nên là chỉ chơi những loại thép như này các bạn nhá. Nếu mà chơi những loại dày hơn là nó sẽ khó dính hơn. Đấy, còn với loại mỏng như này thì à, thoải mái các bạn, rất là chặt. Đấy, hai chấm rồi, lôi không ra. Các bạn lên 4 nhé. Đấy, mức 4 nha các bạn. Đấy, thử hàn phát mức 4 xem lan đúng không nha các bạn. Mức 4 này. Và mọi người lưu ý khi hàn nữa là phải dí mạnh tay nhá, để cho hai cái bề mặt của hai cái này nó tiếp xúc càng chặt càng tốt, càng mạnh càng tốt thì nó sẽ ép nó sẽ dính chặt hơn. Đó, đây là mức 4 này. Đó, mức 4 cũng không ăn luôn. Mức 4 này. Đấy, một cái điều hết sức đơn giản nhưng mà rất là ít nhiều ít người để ý. Đây các bạn. Xé không ra. Và một mẹo cho mọi người nữa là khi mà sợ cái bề mặt này nó lạnh các bạn. Đấy, các bạn chấm hai cái nút đè lên. Đấy, thì cái nút đầu nó sẽ làm nóng và cái nút thứ hai thì nó sẽ làm dính đấy. Thì nó cũng là một cách một cái mẹo để các bạn là khi mà cái bề mặt nó quá lạnh, không phải quá lạnh mà nó chỉ cần hơi lạnh lạnh là cái nhiệt độ của muối hàn nó không đủ là nó cũng không dính rồi. Đấy các bạn, đấy là cái lưu ý mà trong video này mình muốn gửi tới các bạn nhé. Và mình sẽ kết thúc video đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.